Thật sự ra mà nói thì em Hồng có duyên trong với cái sản phẩm Nai Beauty này là nhờ một người bạn hiện đang làm giám đốc kinh doanh, đó là bạn Trần Thúy Hằng. Và thật sự là trong cái đợt dịch trước thì chị em vì là rảnh rỗi spa được đóng cửa, phải đóng cửa nên là chị em có nhắn qua nhắn lại thì bạn ấy có tư vấn cho mình về sản phẩm Nai Beauty. Lần đầu tiên thì mình cũng không tiếp thu về không 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 tiếp thu về cái sản phẩm này, bởi vì những cái sản phẩm trên thị trường thì em Hồng đã sử dụng rồi, bởi mắc phải cái vấn đề là khô hạn, nhưng mà thật sự là đã mất niềm tin. Nhưng mà lần thứ hai nghe bạn ấy chia sẻ thì nói đến cái vấn đề về khô hạn được giải quyết, và bạn ấy cam kết với mình rằng là nếu như mà sử dụng hết liệu trình không được thay đổi, đó, không được cải thiện thì bạn ấy hoàn lại tiền cho mình. Lúc này thì mình tin và mình có lấy một liệu trình 6 hộp về sử dụng. Thì cảm nhận đầu tiên là giấc ngủ của mình được cải thiện, còn vấn đề khô hạn của mình đến đến lọ thứ ba thì mới được cải thiện. Thì mình cũng có hỏi mọi người ở trên tuyến trên đó, vừa hỏi bạn thì bạn ấy mà chia sẻ rằng là cái vấn đề của chị là 3 năm rồi, và chị sử dụng đến hộp thứ ba cải thiện là một cái kết quả vô cùng tuyệt vời rồi đó. Và trong khi mà mình sử dụng có cảm nhận về sản phẩm, nhất là cái vấn đề khô hạn được cải thiện, là một cái điều vô cùng mà hạnh phúc đó. Lâu nay là sử dụng rất nhiều cái sản phẩm không cải thiện được, và sử dụng đến Nai Beauty lọ thứ ba được cải thiện thì là một cái điều mà em Hồng vô cùng là vui mừng, hạnh phúc. Và trong khi bản thân được cải thiện cái vấn đề khô hạn rồi thì em Hồng mới mạnh dạn tự tin để chia sẻ cho khách hàng. Thì mới chỉ lấy 6 hộp thôi, mới chỉ lấy 6 hộp thôi và chia sẻ cho cái bác khách hàng thì bác cũng đã tin, rất tin em Hồng và sử dụng 3 hộp. Thì em Hồng không còn sản phẩm để uống nữa, lại lấy tiếp. Và trong tháng đầu tiên thì thật sự là chia sẻ cho khách hàng thì khách hàng rất là tin yêu, và em Hồng đã nhập hàng về sử dụng cũng như là bán với cái doanh số tháng tháng 6. Tháng 6 là tổng đại lý 120 hộp, và trong tháng 6 là em Hồng đã bán hết là 110 hộp. Đó. Và tháng 7 thì vừa qua thì em Hồng quyết định lên tổng phân phối với doanh số là 300 triệu, và em Hồng cũng đã tuyển được một nhà phân phối ở Quảng Ngãi. Đó. Cho nên là hôm nay có một cái chia sẻ cho tất cả những anh chị em ở cái Zoom này. Nếu như mọi người có nhu cầu về sử dụng sản phẩm thì cứ sử dụng đi. Đó. Sản phẩm thì cực kỳ là tốt bởi có những cái công nghệ độc quyền và công nghệ tiên tiến hiện đại nhất để giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe cũng như làn da cải thiện tất cả mọi cái bệnh lý cho chúng ta vô cùng là tuyệt vời. Đó, và những ai mà muốn kinh doanh thì cứ kinh doanh đi, bởi vì công ty cũng như là đội nhóm và những cái người tuyển mình cam kết cầm tay chỉ việc. Giúp tất cả mọi người chỉ cần làm theo hướng dẫn là chúng ta có thể là thành công với cái công việc kinh doanh online này. Có một vài chia sẻ như vậy thôi. Em Hồng xin hết ạ. Chia sẻ cái trải nghiệm thực tế của em, tức là trước thì em cũng có bán sản phẩm Nai Beauty trên các sàn thương mại và nhận thấy là cái feedback của khách hàng rất là tốt đấy, và mình cũng tò mò là không biết rằng là cái sản phẩm này có đúng như là khách hàng đã feedback phản ứng với mình không. Thì em có dùng thử, và trong cái quá trình dùng ấy, bởi vì là em là không có cái vấn đề về nội tiết như các chị em phụ nữ, cho nên là em thử một cách rằng là trước khi đi uống rượu thì em có uống 3 đến 5 viên, và em cảm nhận luôn trong cái bữa nhậu bình thường là em uống khoảng 20 chén là em đã say rồi, thì hôm nào mà em uống trước Nai Beauty 3 đến 5 viên thì em uống được nhiều hơn, uống được khoảng tầm 30 chén, mà mình càng ngồi lâu thì nó càng tỉnh hơn. Thì em mới thấy rằng là trong cái quá trình khi mình uống cái viên Nai Beauty vào rồi, thì khi mình uống rượu ấy thì là cái hoạt chất của nano glutathione nó đã đào thải trực tiếp và nó đã lọc cái men rượu ra khỏi cơ thể của mình rồi, và mình không bị là ngấm vào cơ thể. Chính vì vậy là mình uống cảm giác lâu say hơn, và em ngồi càng lâu thì khi cái hoạt chất nó có tác dụng ấy thì là mình càng tỉnh hơn. Và sáng hôm sau như bình thường mình say rượu thì mình rất là đau đầu và mệt mỏi, và đặc biệt là khi cái mùi mồ hôi và cái mùi nước tiểu khi mình đi vệ sinh mà khi say rượu ấy,
nó mùi rất là nồng nặc luôn. Nhưng mà khi em dùng Night Beauty thì là sáng hôm sau em cảm thấy rằng là cái mùi mồ hôi và những cái mùi khi mình đi vệ sinh ấy, nó cũng bắt đầu là dịu, nó không không còn cái mùi nồng nặc như trước nữa. Đây là cái trải nghiệm thực tế của em, và em dùng liên tục trong khoảng 1 tháng. Thì vì em hay làm việc văn phòng và hay ngồi cái ghế thì nó nóng ở trong lưng và nó hay bị nổi mụn, và em dùng liên tục 1 tháng thì cái mụn lưng của em cũng giảm rất là nhiều và cũng có sáng da lên đó. Và khi em thấy rằng là kiểm chứng thực sự cái hiệu quả đúng như những gì mà khách hàng feedback thì bắt đầu em tin và em bắt đầu kinh doanh và phân phối sản phẩm Night Beauty. Và trong cái tháng 8 này, hôm nay là mùng 2, và em đã quyết định là gia nhập lên mức là nhà giám đốc vàng của Night Beauty. Và em tin rằng là cái sản phẩm này nó cực kỳ hữu ích, và nếu như một sản phẩm tốt thì chúng ta nên lan tỏa tới cộng đồng nhiều hơn, đúng không ạ? Và sản phẩm này thì nhiều người rất là ngại, như là các bạn nam ấy ngại không bán được hàng, thì em chia sẻ là nam giới cũng có thể bán được bình thường, không có gì làm ngại cả. Đây là một sản phẩm rất là tốt và mình đang giúp các chị em làm đẹp và tự chủ và có cái công việc tốt, thì là mình cứ tự tin lan tỏa thôi. Và em xin cảm ơn chủ tịch Thanh Điền và tổng giám đốc Cương Nguyên và CEO Đỗ Xuân Ngọc đã luôn hướng dẫn hỗ trợ để đội nhóm mà tính bản thân em được phát triển và được có những ngày hôm nay. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn Lê Minh Quân, cảm ơn giám đốc vàng Lê Minh Quân rất là nhiều. Tuyệt vời. Xin mời xin tức là bạn Quân vừa chia sẻ là bạn ý đã sử dụng Night Beauty để chứng nghiệm xem là cái lời nói là uống Night Beauty dành cho đàn ông có tốt thực sự hay không. Và trước khi bạn ấy đi uống rượu là bạn ấy đã sử dụng 3 đến 5 viên để bạn ấy uống, và bạn thấy là trong cái bữa rượu ngày hôm đấy thì bạn ấy rất là lâu say, và khi bạn ấy uống về bạn ấy không bị đau đầu và không bị mệt. Đó, thì đó là một cái điều mà bạn ấy rất là quyết tâm tin yêu và muốn lan tỏa Night Beauty mạnh mẽ hơn nữa tới cộng đồng. Đó là chia sẻ của bạn Minh Quân. Em tên là Xuân và em có một cái kỷ niệm Beauty thực sự là rất tuyệt vời. Đó là em trước kia thì dòng kinh người không đều, cứ 1 tháng là em có những tháng em dòng cả tháng trời, và có những tháng em bị mất kinh cả mấy tháng luôn. Thì em có lên viện sản Hà Nội tại khoa quốc tế và cũng là viện sản Hải Dương. Em đi khám thì bác sĩ có cho em sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày, nhưng mà uống tức là cứ khi ngưng thuốc tránh thai hàng ngày thì em lại bị dòng kinh trở lại. Và lúc biết đến Live Beauty ấy, thì em đã sử dụng được đến nay là 9 hộp, và em thấy kinh nguyệt của em rất là đều. Thực tế là tháng nào cũng đều như bắt tranh luôn ạ. Và có một điểm nữa là da em cực kỳ xấu ở nhiều tàn nhang cũng như nhiều mụn nội tiết. Khi em uống Live Beauty xong thì những cái mụn nội tiết ở trên trán của em ấy dường như là hết bay luôn. Như mọi người cũng biết là trán của em bây giờ không khác gì sân bay Nội Bài, nó rất là bóng. Thì như trước đấy thì nó rất là nhiều mụn luôn. Và nám thì em vừa nám nội tiết và nám bẩm sinh nữa. Nhưng bây giờ thì nó cải thiện đến hộ em là đến 80% rồi ạ. Và bây giờ em thực sự rất là yêu Night luôn. Em cháy hết mình với Night luôn. Ngày trước thì em biết đến Night bởi vì em sử dụng thôi. Còn bây giờ em đã quyết tâm chinh phục những mức cao nhất của Night Beauty. Và tháng đầu tiên em gia nhập mạng Night Beauty là em đã bán được hết 100 triệu tiền hàng luôn. Bởi vì sao? Lúc đấy em rất là tin yêu về sản phẩm. Khi em tin yêu sản phẩm rồi thì em chia sẻ với mọi người bằng cái lòng nhiệt huyết của em, cũng như cái lòng tin yêu của em đến với mọi người. Thì lúc đấy mọi người nghe câu chuyện của em, mọi người cũng cảm động và mọi người thấy tin yêu sản phẩm cùng với em luôn ạ. Và nếu như ai còn đắn đo về vấn đề là gia nhập với Night Beauty thì em nghĩ là không còn gì để phải suy nghĩ đâu ạ. Đây là một cơ hội cho mọi người cùng trao đi một cái giá trị, trao đi một cái giá trị để cho mọi người đẹp cùng mình, khỏe cùng với mình ạ. Em xin hết ạ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn chị Đỗ Xuân Ngọc ạ. Vâng, một cái chia sẻ rất là thật. Bởi vì bạn nhà phân phối, bạn Xuân, bạn chia sẻ rất là thật. Bởi vì bạn ấy có một cái sức khỏe không được tốt lắm. Cho nên là mỗi 1 tháng bạn ấy gặp cái hiện tượng rong kinh và rong kinh cả tháng. Thì một người phụ nữ mà bị rong kinh cả tháng, tất cả chị em phụ nữ của chúng ta đều cảm thấy là mình cũng hơi xót xa, đúng không ạ? Tuy nhiên là bạn ấy đã sử dụng Night Beauty đến 9 hộp. Và đến bây giờ bạn ấy đang là nhà phân phối. Bạn ấy đã sử dụng Night Beauty, bạn ấy cảm thấy rất là hiệu quả. Và bạn ấy rất là tin và yêu, vì chính vì thế các bạn ấy quyết định là lan tỏa sản phẩm Night Beauty cùng với chúng ta.
Rất cảm ơn bạn chia sẻ của bạn Xuân. Trước đây thì em không chưa biết đến dòng sản phẩm này, và em được biết đến dòng sản phẩm này là do em gái là Thị Triệu. Em ấy đã dùng mua thử một liệu trình của em quý, và dùng chưa hết một liệu trình thì em ấy bảo, có giới thiệu với em là cái viên uống New Beauty này nó có rất nhiều là hiệu quả. Ví dụ như là em dùng hai hộp đầu tiên thì cái đầu tiên là em bị mất ngủ, ngủ không được sâu giấc. Và cái vấn đề thứ hai là rối loạn nội tiết tố. Cứ đến gần đến tháng là nó bị đau bụng, đau lưng và mỏi chân, mỏi tay, và nó hay cáu gắt. Và cái dấu hiệu thứ ba nữa là đêm thì em đi tiểu rất nhiều lần. Thế thì khi em dùng đến cái hộp thứ hai thì cái dấu hiệu đầu tiên là cái dấu hiệu là mất ngủ, là em không còn, vì cái giờ vào giấc ngủ rất là sâu, sớm mai dậy thì nó không còn mệt mỏi và nó rất là tỉnh táo. Và cái dấu hiệu thứ hai về cái rối loạn nội tiết tố thì em dùng đến hộp thứ ba là cái dấu hiệu đau lưng, đau bụng và mỏi chân, mỏi tay và cáu gắt là nó cũng không còn nữa. Và kinh nguyệt da thì nó rất là đều và nó tươi, nó không còn đen như trước. Và cái dấu hiệu thứ ba nữa về cái vấn đề là đi tiểu đêm ấy, đầu tiên ấy là cái thận em nó kém, một đêm là phải đi tiểu khoảng độ vào 8-9 lần. Thế nên em dùng sang đến hộp thứ tư là cái dấu hiệu đó em cũng không còn nữa. Phải nói là cái dòng sản phẩm viên uống Night Beauty này rất là tốt. Và em đã ra, em và em gái là tháng đầu tiên, hôm mùng 1 tháng 7 là đã kinh doanh, đã nhập được 60 triệu tiền hàng. Và trong một cái tháng 7 đó là đến hôm 21 tháng 7 là hai chị em đã nhập vào là 100 triệu tiền hàng. Và cho đến hôm nay thì em dùng sang đến hộp thứ tư là em cảm nhận là tất cả mọi cái dòng sản phẩm mà từ trước đến giờ em đã dùng và em đã trải nghiệm thì chưa có một cái dòng sản phẩm nào để lại cái hiệu quả và nó tốt như cái viên uống New Beauty ở bên công ty của mình. Dạ em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn chị Thủy Thủ rất là nhiều. Cảm ơn chị Thủy Thủ rất là nhiều, những cái chia sẻ của chị rất là thật. Và đó cũng chính là cái điểm chạm của tất cả những khách hàng khi mà sử dụng Night Beauty. Tất nhiên là mỗi một người sẽ có những điểm chạm khác nhau, không ai giống ai cả, đúng không? Bởi vì mỗi một người sẽ có một cái vấn đề khác nhau. Và khi cơ thể của các bạn đang gặp vấn đề gì cần giải quyết trước, thì Night Beauty sẽ tập trung những cái hoạt chất đấy để xử lý cho các bạn trước. Sau đấy thì mới sang những cái vấn đề về da. Và đó là lý do tại sao mà có rất nhiều người uống vào thì thấy da thì chưa được như mình mong muốn ngay, nhưng mà những cái vấn đề khác được cải thiện ngay và thấy rất là tuyệt vời. Thấy rất nhiều cái giá trị của sản phẩm Night Beauty. Cảm ơn chị Thúy Thụ rất là nhiều.